Và theo ghi nhận thì dù còn cách đất liền hàng trăm km nữa nhưng bão số 6 cũng đã ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng với mưa to và gió giật mạnh. Một số cây xanh trên những tuyến đường đã bị gió quật ngã từ rạng sáng và một số công trình xây dựng bị ảnh hưởng. Số người chết và mất tích trong các trận lũ lụt, lở đất do cơn bão nhiệt đới Trà Mi gây ra tại Philippines cũng đã lên tới 126 người. Rất nhiều người cần được cứu hộ tại các khu vực vẫn bị cô lập. Trà Mi được đánh giá là một trong những cơn bão gây thiệt hại tính mạng và tàn phá qua Philippines lớn nhất trong năm nay. Số người chết dự kiến sẽ gia tăng khi có báo cáo từ các khu vực bị cô lập. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đến thị sát tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở phía đông nam Manila. Ông cho biết lượng mưa lớn bất thường do cơn bão đổ xuống đã vượt khỏi khả năng kiểm soát lũ lụt ở các tỉnh trên đường đi của bão. Thậm chí ở một số khu vực, lượng mưa trút xuống trong 24 tiếng bằng lượng mưa trong 1 đến 2 tháng. Ông Marcos khẳng định rằng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác cứu hộ. Vấn đề lớn nhất là còn nhiều khu vực vẫn bị ngập lụt và không thể tiếp cận được bằng xe tải lớn. Trong một cuộc họp nội các khẩn cấp, ông Marcos cũng đã nêu lên mối lo ngại về các dự báo rằng cơn bão này có thể sẽ quay trở lại vào tuần tới. Đây là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Philippines từ đầu năm đến nay.